vâng, thưa xin là kính chào các anh chị em. <laughs> vâng, bây giờ là 13 giờ tại Paris, 13 giờ 13 giờ 10 phút các anh chị em tại Việt Nam cũng đã khoảng hơn 7 giờ chiều rồi. Vâng, thưa hy vọng rằng chúng ta sẽ nói chuyện được với nhau những điều cần thiết. Và điều đầu tiên tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải nói ngay. Nó liên quan đến một số những lời kêu gọi của các anh chị em liên quan đến là sẽ rời khỏi Facebook uh, một hai ngày. Uh, tôi đồng ý với, tức là bản thân tôi tôi đồng ý với uh, tâm tư, đó. Uh, tâm tư tình cảm các anh chị em khi các anh chị em uh, biểu lộ ra một sự bực mình, xin lỗi các anh chị em nhé, từ, 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 từ. tôi 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 <laughs> tức là có biểu lộ ra những sự sự bực mình của mình đó về cái chuyện uh, uh, rất là ngược ngạo của những người làm truyền thông làm chủ truyền thông đặc biệt là ông Facebook chủ của Facebook và chủ của Twitter cũng như là của bên Google Tuy nhiên uh, rất muốn chia sẻ với các anh chị em là chúng ta đang đang ở trong những thời khắc hết sức quan trọng những thời khắc này nếu uh, xét theo cái cái ý nghĩa uh, nôm na của một cái trận đánh đó, thì chúng ta uh, một tiểu đoàn đang lâm trận và uh, những người làm truyền thông tức là những người thám báo những người làm nhiệm vụ thám báo một tiểu đội thám báo của cái 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 cái, cái tiểu đoàn uh, sắp sửa đ, đang đánh trận đó là cái, cái cái tiểu đội thám báo hết sức là quan trọng cái tiểu, tiểu đội truyền thông tiểu đội thông tin hết là quan trọng mà những nền tảng của những cái những cái phương tiện khác đó những cái gọi là nhà chúng ta gọi là dọn nhà đó thì chúng ta còn lọng cộng chúng ta còn chưa có thể thao tác nhanh được cũng như sự xuất hiện chưa có đông đảo của cộng đồng gọi là cộng đồng Việt Nam cũng đâu đó xin gợi lại với với nhau rằng cái cộng đồng Việt Nam là một cái cộng đồng dùng Facebook vào chuyện chính trị gần như là đặc biệt của thế giới ở Hồng Kông đó người ta dùng Facebook không có đại trà như Việt Nam tại vì người ta có nhiều phương tiện khác người ta cũng ảnh hưởng dùng Twitter rất là nhiều ở trong khi đó Facebook là có thể nói nôm na với nhau để chúng ta hiểu rằng Facebook là một cái Facebook là một cái một cái chiến trường mà người Việt Nam dùng đó vào trong mục tiêu chính trị đặc thù trên toàn thế giới là Việt Nam là là đặc thù nhất đã dùng Facebook vào chuyện hoạt động mà, uh, cho uh, mục tiêu chính trị của 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 đất nước Việt Nam <laughs> cho nên uh, rất muốn được chia sẻ với các anh chị em là chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn hết sức là 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 nhạy cảm, hết sức là 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 cần thiết. Trước khi tiếp tục tôi xin phép để chuyển sang một số cái uh, chuyển live thêm qua những cái kênh mà khó khó tiếp cận. <laughs> chắc chắn là trong tuần lễ này đó thì cái, những cái live stream của của tôi đó nó sẽ lại càng khó khăn hơn vốn dĩ nó nó đã bị rất là là hạn chế rồi rất là giới hạn rồi nhưng mà tôi nghĩ nguyên một tuần lễ này nó sẽ là là căng thẳng hơn nó sẽ bị bị chặn bị hãm nhiều hơn cho nên các anh chị em nào mà thấy rằng có thể truyền được uh, những live stream của anh em chúng tôi đó, uh, sang những group hoặc là những trang cá nhân của mình mà xét thấy rằng không bị an ninh đó, không bị vấn đề tiêu cực về an ninh đó, thì kêu gọi các anh chị em uh, giúp chúng tôi giờ này là giờ chúng ta rất cần nhau giờ này là giờ mà chúng ta phải nhìn thấy rất rõ là một người hay là mười người hay là một tổ chức không làm được cái gì hết <laughs> giờ này là giờ rất cần rất nhiều người để để, để cùng hỗ trợ với nhau làm cái công việc uh, truyền thông chúng tôi chúng ta đang là những người lính tham bảo uh, chúng ta đang là những người lính tham bạo cũng xin các anh chị em thông cảm dùm cho tôi là trong cái thời gian vừa qua đó là tôi không có trả lời được nữa tôi không còn trả lời nữa được nữa với các anh chị em thậm chí chỉ là một cái icon cảm ơn một lời chào của các anh chị em hoặc là những comment trao đổi thân mật với nhau đó là tôi 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 không còn được thời giờ nữa rất mong các anh chị em sẽ không chấp tội đối với tôi bây giờ thời giờ là từng phút một cho nên không có không có trả lời cụ thể được từng người ngay như thường là sau khi live stream thì tôi sẽ cố gắng tôi dành ra khoảng nửa tiếng đồng hồ để tôi tôi trả lời tuy nhiên là trong cái giai đoạn ít nhất là trong vòng hai tuần lễ nữa đó, là tôi sẽ thất thố tức là tôi sẽ không có không có trả lời các anh các chị các bác các thầy được đâu Uh, xin mong rằng hãy thông cảm cho tôi. <laughs> thì đó trở lại điều mà hồi nãy chúng ta nói với nhau đó là uh, Facebook uh, chúng ta đóng lại. Thì nếu như các anh chị em có những nguồn thông tin mà chỉ nhận thôi đấy, chỉ nhận thông tin thôi mà có ở ở những cái nguồn khác đó uh, thì thì đó là quyền của các anh chị em. Uh, <laughs> tôi rất muốn trình bày với các anh chị em rằng trong hai ngày tức là ngày mai là tính theo giờ pháp tức là ngày mai và ngày kia đó, đó là hai ngày mà tôi rất muốn các anh chị em quan sát thật kỹ những diễn biến xảy ra uh, tại đồi Capitol nói riêng và tại hoa kỳ nói chung chúng ta nhìn chúng ta tiếp cận từng giờ từng phút để chúng ta chắt lọc ra được một bài học cần thiết cho chúng ta đối với tôi đây là chúng ta đang có một cái cơ hội để chúng ta học một bài học vô cùng quý. Bài học này là bài học năm 600 năm mới có một lần. <laughs> bài học này đó, có những người gọi là học về mưu đồ, học về gọi là mưu lược, thí dụ đọc tôn tẩn chẳng hạn. Bình pháp của, của tôn tẩn thì cái trận này xảy ra tại Washington DC đang đã xảy ra đang xảy ra và còn xảy ra cả hàng 3 4 tháng, 5 6 tháng liên tiếp nữa. Nó là một pho sách cho chúng ta. Và đặc biệt những anh chị em nào có khả năng viết lách đó, thì hãy quan sát thật kỹ để cái trận này đó nó sẽ là một trận đồ lịch sử. Nó nó gấp ít lần nhất là 1000 lần hơn cái cuốn sách của binh pháp tôn tử tức là binh pháp tôn tử cùng lắm là bằng một phần ngàn của sự kiện đã xảy ra uh, trong một tháng vừa qua hai tháng vừa qua uh, cũng như hai tháng sắp tới tức là chúng ta có bốn đến năm tháng để có thể viết được một cái pho sách một cái pho sách thật sự là cách mạng pho sách thật sự là chính trị quân sự chính trị xã hội tư tưởng văn hóa để chúng ta trao gửi cho đàn em của chúng ta cho thế hệ sau của chúng ta nó không phải chỉ có uh, chuyện đánh đấm nhau về quân sự hay là về, về 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 thương mại mà nó còn có cả một yếu tố đặc biệt về tâm linh một yếu tố của tâm linh và chúng ta giải thích được với chúng ta và giải thích cho thế hệ sau của chúng ta đó họ hiểu được à thế nào là thế lực ngầm ngầm là thế nào chui sâu là thế nào và họ có phải là người hay không hay là họ là người đồng thời lại có một sự tác động nào đó của một thế giới khác cho nên đây là một cái cơ hội mà tôi rất muốn các anh chị em phải quan sát thật kỹ cảm xúc đồng ý với các anh chị em là à các anh chị em nói là một hai ngày gì đó là, là để cho uh, thằng facebook nó biết mặt để cho nó bị đau xuống cái 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 cổ phiếu của nó thưa các anh chị em những những gì tôi có thể chia sẻ được với các anh chị em vắn gọn với nhau và dĩ nhiên sẽ có nhiều người không có đồng ý nhưng đúng hay sai đó, chúng ta có khoảng 4 đến 5 tháng để chúng ta nhận diện và tôi xin trình bày với cái nhìn của tôi là Facebook sẽ chết ngắt Facebook sẽ chết ngắt, dù rằng các anh các chị có tham gia vào trong cái chuyện là không có tương tác tức là tắt Facebook trong vòng 2 ngày hay 3 ngày, dù rằng các anh chị có tắt hay không tắt thì thằng Facebook cũng chết. Cùng lắm là 5 tháng nữa, 4 năm tháng nữa sẽ làm đùng ra nó chết, nghiến răng nghiến lợi nó chết. Tại sao nó chết? Xin được hỏi các anh chị em là chúng nó có lường định được là chúng nó sẽ sẽ bị mất mất tiền nhiều như vậy Tiền cổ phiếu, giá trị cổ phiếu mất nhiều như vậy không? Ừ, Facebook là, 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 mất tới cả hàng... Nghe nói là cả hàng 40 tỷ. Các anh chị em nào có có, có theo dõi, đang à, đăng ở trên này xin báo dùm. Tại cái đầu của tôi là giờ nó linh tinh quá rồi. Cho nên các anh chị em báo dùm là cho tới giờ này đó những thông tin mà mà Facebook bị lỗ đó là bao nhiêu rồi tới 50 chưa tới 50 triệu à, 50 50 tỷ chứ Tôi nghĩ là trên 50 tỷ thậm chí là 60 tỷ rồi <laughs> có anh chị em nào xin trả lời dùng à, trên 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 màn ảnh dùng để để tôi từ đó tôi khai triển thêm một số những suy nghĩ của mình một số những cái trình bày của mình để, cùng với các anh chị em chúng ta đặt một cái câu hỏi nghiêm túc là à tại sao họ lại như vậy và họ có biết hay không <laughs> Uh, Julius à vâng uh, kỳ chuẩn uh, tỷ, vâng. tôi không ngạc nhiên về cái chuyện này và cái tầm suy tư của tôi mà tôi còn không mà tôi không ngạc nhiên ấy, thì đương nhiên là cái ông uh, ông Mark uh, ông Zuckerberg làm sao mà ông ngạc nhiên? tức là ông biết trước là nó sẽ đào xuống như thế nhưng tại sao ông ta vẫn phải làm? Tại sao ông ta vẫn phải 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 điên cuồng uh, uh, chặn uh, ông uh, Donald Trump lại? Mà không phải chỉ có chặn ông Donald Trump không? Giới hạn tương tác rất là nhiều những cái chuyện giới hạn tương tác là anh trong anh em chúng ta chúng ta biết rất rõ rồi. Chúng ta là chúng ta là nạn nhân trực tiếp mà. nhưng chúng ta là gọi là cắt kép kêu bông. Đây đó nó là một cái tầm cấp gọi là tầm cấp thế giới bịt mồm một ông tổng thống của nguyên thủ của một quốc gia thì mẹ nó nó ngạo mạn đến độ cực kỳ. Và đặc biệt là bên quân đội, khi mà bịt mồm ông tổng thống bên quân đội họ còn đâu đó họ còn họ còn chưa bị tức là chưa bị đẩy đến đỉnh của của sự nhục nhã của sự tức giận. Nhưng khi bịt mồm những vị tướng lãnh đáng kính của họ đó thì thì nó khác hẳn. Cho nên tôi gọi là be water. Tức là <laughs> nước nâng được thuyền lên và nước cũng lật được thuyền xuống một cách hết sức dễ dàng. Bi water mà trong đạo đức kinh của chúng ta của bách việt của chúng ta đó là coi nước là thượng thiện, coi nước là là đạo đạo của nước. Thưa các anh chị ạ. Tại sao họ lại điên cuồng như vậy? Kể cả cái chuyện bà Pelosi, chúng, ta thấy à cái 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 thái độ của bà Pelosi đó là một vị là là hoạt động chính trị 40 năm. 40 năm hoạt động chính trị mà ngày hôm nay đó cái phản ứng nó giống như là con đỉa phải vôi vậy. Giống như là một cô sồn sồn bị ai đó cầm nước sôi, chậu nước sôi hoặc là cái cái cái, cái 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 siêu nước sôi là cứ cái vòi của nước sôi là đổ vào háng cô ấy thôi Mẹ ai mà không dẫy thì đó cái hình ảnh của một một cô thiếu nữ đẹp ba chục tuổi bốn chục tuổi bị ai đó đổ nước sôi vào háng cô sẽ dẫy như thế nào thì cái cái trạng thái dẫy của cái cô ba mươi bốn mươi tuổi y chang cái bà pelusi và tại sao nó lại xảy ra chuyện đó đây là một câu hỏi cho chúng ta nhìn ra phía sau đó nó là cái gì Tại sao người ta đi đến những cái phản ứng gọi là rất là phản ứng bị dội nước sôi đến như vậy? Và đâu đó chính trong chúng ta cũng vậy. Trong những người Việt Nam của chúng ta uh, chạy theo những người gọi là pô cho bên phía ông Joe Biden cũng vậy. Cũng có những trạng thái gọi là bị đổ nước sôi vào háng như vậy. Tức là dãy đành đạch hét âm âm lên để... Phải đưa lên một cái 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 cái, cái, cái lời xỉ vả à, những bọn cuồng thum chúng mày là những bọn côn đồ và đặc biệt đó, nó có một cái nó có một cái tôi gọi là một cái trạng thái nó như là một cái chiến lược chiến lược bẻ cờ bẻ cờ Việt Nam Cộng hòa tại sao lại xảy ra một cái một một cái một cái trào lưu như vậy. Những người đi tham dự trong những cuộc biểu tình, họ đi không cầm cờ thôi đã là một sự đáng kính rồi. Đáng quý, đáng kính rồi. Đây là tôi đang nói theo cái tinh thần Read People. Tức là đại đa số quần chúng uh, không tinh hoa chứ tôi không, không tôi, tôi tôi không dám nói các ngài tinh hoa bởi vì các ngài tinh hoa là các ngài ở trong các cao ốc các ngài nhìn vấn đề là nhìn qua một cái cửa sổ qua một cái cửa sổ rất keo rất cao ở một cái cao ốc rất cao Tôi, tôi không dám lạm bàn vào cái chuyện này bởi vì các vị ngồi cao quá, các vị ngồi ghế mây, các vị ngồi ghế kim cương ở trên cao quá. Trong khi đại đa số những người Việt Nam có mặt trong những đoàn biểu tình đó là những người thật lòng. Đó là những người thật tâm. Ruột gan của họ nó thẳng như ruột ngựa chứ nó không có quỏng queo giống như ruột gà của các vị các vị tinh hoa. Cho nên đâu đó hãy nhìn sự xuất hiện của những người Việt Nam trong những đoàn biểu tình đó là bảo vệ nền Cộng hòa hãy nhìn bằng một cái nhìn trân trọng, bằng một cái nhìn kính trọng. Đây là điều bắt buộc. Nếu các anh, các chị còn lương tâm, còn nếu như là các anh, các chị lương tâm của các anh chị vứt cho gà rồi đó thì, thì không nói. Nhưng nếu các anh, các chị còn lương tâm, thì các anh, các chị phải nhìn cái chuyện cầm cờ của những người Việt Nam trong những đoàn biểu tình đó bằng một cái nhìn kính trọng. Nếu còn lương tâm, tôi nói điều này ra nó liên quan đến nhiều người trong đó kể cả là có những người từng là đàn anh của tôi mà tôi lập lại đến bố tôi mà xúc phạm lá quốc kỳ tôi cũng chỉ thẳng ông bố của tôi tôi nói à rồi, bố sai rồi tầm bậy rồi chứ đừng nói là à là anh em uh, với nhau hoạt động với nhau đây là một cái cơ hội để cho chúng ta có được sự rạch ròi khi chúng ta không biết chúng ta là ai, không biết bạn chúng ta là ai, không biết kẻ thù của chúng ta là ai đó thì chúng ta chỉ suốt đời loanh quanh luẩn quẩn giống như 15 năm qua, cuộc tranh đấu là cuộc tranh đấu luẩn quẩn. Nó khác hẳn trước cái thời gian năm 1995, cuộc đấu tranh nó rõ ràng. Nhìn vào kẻ thù để xác định là phải lật đổ chúng nó. Những từ năm gọi là từ năm 2000 đến nay 2002, là 2002, 2003 là đã bị dẫn đi một cái chuyện là mẹ nó không có ra cái hệ thống gì cả. Mà toàn là các ông các bà, gọi là các ông các bà ngồi ở ở những tòa cao ốc. Các ông các bà dẫn từ những ông như ông Nguyễn Giang Kiểu đến một cái một cái bọn lê nghe lê ngoe là bọn Việt Tân. Đi theo một cái trào lưu như vậy hết tức là nó dẫn những người ở việt nam đi vào cái lòng vòng lòng vòng không nhận ra đâu là kẻ thù đâu là mục tiêu của mình huy động cổ suý phong trào dân chủ đa nguyên mà không nhìn ra cái bản chất của cái bọn cầm quyền đó. nó coi chúng ta là cái gì nó có coi dân chủ không nó có chấp nhận trên cái sân chơi dân chủ hay không hay nó dùng chúng ta nó coi chúng ta à giống như là các bọn la liếng à tụi mày ngồi đấy tụi tao đang ăn này tụi mày như những con chó ngồi chờ xương khi nào tao có miếng xương tao ném ra cho ngoan ngoãn ngồi yên đó vẫy đuôi nhưng đừng có làm ồn nó nhìn các ông các bà gọi là phong trào dân chủ đang nguyên không khác gì những con chó trực xương kìa hãy nhìn một cách cẩn thận để thấy ra như vậy các ông bà các việt tân gọi là à, à, bất bạo động tuyệt đối như vậy không khác gì con chó trực xương cả <laughs> vì thế ngày hôm nay cái câu chuyện đang xảy ra tại hoa kỳ nó là một câu chuyện bi water trở thành nước và khi người dân đã bị cách này hay, hay cách khác để người ta phải có một cái thái độ vùng lên thì nó kinh hoàng vô cùng vốn dĩ người dân Hoa Kỳ trong bảy tám chục năm nay đó họ không hiểu họ họ không nhận ra được là à ở cái Washington DC nó có một cái đầm lầy như thế ở trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ nó có những cái đường hầm gọi là nó lắt léo đến như thế cả một cái thế giới ngầm cả một cái gọi là nhà nước ngầm nó điều phối nó điều hành eh, nước mỹ nó ảnh hưởng đến nước mỹ nó làm dập be bét đi cái gọi là nền y học của nhân loại để nó dựng lên một cái nền y học diesel này tức là y học dầu hỏa của chúng nó cái dòng họ rockefeller nó đã trở thành những người cực kỳ giàu có bao nhiêu những cái dòng họ to lớn mà hầu hết đều có một cái gốc là gốc của một một nhánh của Do Thái. Đến mức độ mà ngày hôm nay người Do Thái họ cũng không chấp nhận được nữa. Đại đa phần người Do Thái họ không chấp nhận được. Nữa. Chúng ta nhìn như thế nào về đất nước Israel? Chúng ta nhìn như thế nào về uh, hệ thống tình báo Mosk của, của 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 Israel. Họ hỗ trợ tối đa cho cho nền Cộng Hòa, cho lực lượng bảo hiến của Hoa Kỳ. Bởi vì họ nhìn thật rõ là chính những người mang đâu đó một gốc của gốc, cái 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 gốc do thái của họ đã làm tội lỗi đối với thế giới. Đã xây ra những cái đường ống cống ngầm trong các chính quyền. Và chúng nó nửa là mặt trời, nửa là ở dưới đất, tức là dưới các cái đường hầm, thế giới ngầm và họ nhìn thấy sự hiểm nguy đến một lúc nào đó cái sự ác đó nó bành trướng đến mức độ mà không kiểm soát được nữa thì nó ghê gớm vô cùng và vì thế họ đang bắt tay lực lượng uh, tình báo của israel đang bắt tay cật lực đối với những người bảo hiến của hoa kỳ tôi gọi là những người bảo hiến lát nữa tôi sẽ đâu đó gợi ra một cái hình thức sắp tới mà nó nó nó, nó 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 hiện ra hết sức rõ ràng về cái lực lượng bảo hiểm nữa F -E M A cái câu đó cái tên đó, nó 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 có thể gọi nôm na để dễ hiểu với nhau là Ủy ban Quân quản những người từng ở Sài Gòn từng ở ở miền Nam của Việt Nam những năm 1975 đến năm 1978 là chúng ta ấn tượng vì cái chữ gọi là Ủy ban Quân quản tức là một cái Ủy ban thay thế chính phủ điều hành đất nước thay thế chính phủ bằng kỷ luật của quân đội bởi vì nếu là một chính phủ mà có một ông tổng thống thì ông tổng thống nó bị ràng buộc nhiều cái nhiều cái luật lệ trong đó nó, nó, nó liên nó liên quan đến chuyện dân quyền một ông tổng thống không thể nào uh, quyết định một loạt án tử hình được nó, nó bị gọi là một cái trách nhiệm vào cá nhân của ông nó nặng quá gọi là kêu là bắn bắn sáu thằng bảy thằng là là ông tổng thống run rồi nhưng khi là ủy ban quân quản thì mày à mày sáu thằng sáu trăm thằng bắn cho tao không thua gì cả bởi vì chúng nó là phản quốc mà sức mạnh của quân đội tức là sức mạnh của Fermor thì sáu thằng làm gì mà phải run tay sáu chục thằng chưa run tay sáu trăm thằng ít gọi là run tay để mà có cái tình trạng run tay là cỡ sáu trăm thằng và chúng ta hãy nhìn đi vâng thưa các ông bà gọi là trí thức tinh hoa tại Âu Châu cũng như là tại khắp nơi trên thế giới đang xỉ vả nói rằng à tôi là một trong những cái thằng tội đồ khích bác xô đẩy suối người ta à, đánh nhau suối người ta chết và hăm he bảo rằng à sẽ phải lôi cổ ông phạm văn thành ra kiện mời các anh chị em mời các ông các bà trong đó có kể cả là những người từng là 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 thân thiết đối với tôi xin mời phạm văn thành này đã nói thì không biết sợ và nếu có phải đi tù trong tù phạm văn thành vẫn đánh được đánh như thế này cho nên bảo rằng hù thì không nên hù hù ai chứ đừng khỉ mà nó ở trên cây đó mà anh rung cây để anh nhát khỉ đó thì làm sao mà khỉ nó sợ trời sinh con khỉ ra là ở trên cây cho nên đừng có hù tôi mất công có được sức là bắn đừng có hù kiện cáo vớ vẩn thưa các anh chị em tôi có đang xúi dục các anh chị em ở bên mỹ làm loạn hay không tôi tư cách gì để mà xúi các anh chị em các anh chị em không xúi tôi thì thôi tôi làm gì mà từ biện pháp lại xúi được các anh chị em tức là từ những cái ý tưởng ban đầu ý tưởng của các anh chị em nhìn tôi như vậy nói những người ở xa hoặc là ở bên úc là có ông quang cầu muối chẳng hạn là những người ý, cổ suý bạo lực thế này thế nọ đó tức là suối người khác làm bạo lực là là chính cái đầu óc của các anh các chị đó. không hiểu đi qua tơ nó là cái con mẹ gì cả không hiểu thế nào là đấu tranh thế nào là chiến tranh và thế nào là <laughs> mẹ à, xin cho các anh các chị là những cái thứ xin cho một đám chó ngồi chung quanh cái bàn gọi là bàn tiệc đầu lâu cái bàn tiệc đầu lâu dân tộc mà những thằng cộng sản nó đã ngồi suốt ở miền Bắc là cả bảy mươi năm rồi ở miền Nam là hơn bốn mươi năm rồi nó ngồi trên cái bàn tiệc đầu lâu đó và các anh là những con chó chó đực cho cái ngồi lộn nhổn chung quanh ấy hãy nhìn thật rõ để nhận ra cái thân phận chó của mình tôi nói như vậy là tôi đau lắm bởi vì tôi là người nuôi chó và là người dạy chó tôi quý con chó lắm tôi hiểu được giá trị của con chó cho nên khi mà phải so sánh các anh chị với những con chó đó nghĩa là nó đau xót cho tôi bởi vì thực ra đó là các anh các chị đã mất cái 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 lương tâm con người khi mất là, khi mà bị mất lương tâm đó, thì nó không có cái hình thù gì để gọi hết. cái phần con và phần người các anh chị đã đánh mất phần người để chỉ còn có phần con thôi. Và cái con đó nó không có định dạng được. Nó bẩn bựa, nó không có định dạng được. <laughs> Tại sao tôi phải à, nói gọi là đau đớn với các anh chị em? Như vậy? Tôi nghĩ nó không đau đâu. Bởi vì chúng ta chỉ có cơ hội này để chúng ta có thể phục hưng được, phục sinh được một cái đất nước Việt Nam mang thể chế cộng hòa có phục sinh được hay không đây là cơ hội đây là cơ hội ngàn năm một thổi cho nên cái sân tôi gọi là sân biwater sân đấu tranh biwater sân đấu tranh để thành nước đó. tức là sân đấu tranh cách mạng nó không có chỗ cho cho những người xa lông cho những người mặc xa lỏn <laughs> cho những người gọi là, 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 là cao ốc cuộc cách mạng bi water đang xảy ra tại hoa kỳ tại sao tôi gọi là bi water tại người dân đã bị đẩy đến cái mức độ phẫn nộ tột cùng các anh các chị vì vài ba đồng bạc cắt hoặc là vì cố gắng che cái mắt của mình đi mà tôi nghĩ điều này nó nó khó lắm tại vì các anh các chị thông minh hơn chúng tôi rất nhiều Các anh các chị được bố mẹ Các anh các chị cho học rất là nhiều Học hơn chúng tôi rất là nhiều Dĩ nhiên các anh các chị phải giỏi hơn chúng tôi Phải nhìn rõ hơn chúng tôi Nhưng tại sao các anh các chị lại 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 chạy theo cái thế lực tội ác như vậy ủng hộ cổ suý thế lực tội ác như vậy Kể cả là hai vợ chồng Của một cái ông gọi là cựu tu Cái bà Cái bà vợ thì hơi là hơi, hơi ngẫn ngẫn Hơi đần đần Hơi đần đần cái sân này không phải là sân để cho vợ chồng của ông bà từng là bạn tù của tôi và chúng tôi biết nhau thật rõ biết nhau vô cùng rõ ở với nhau cả hàng, hàng năm năm trời làm sao mà trong tù làm sao mà không biết nhau được để cho tôi chân thành gửi về hai ông bà hãy hãy tỉnh đi dù gì cũng là mười mấy năm tù tại sao bây giờ lại trôi vào vài ba cái khuynh hướng gọi là khuynh hướng bậc cắc với lại cánh nguyễn gia kiểm tào lao và hùng hục bảo vệ bảo lưu cái, cái 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 cái, gọi là cái những cái lý luận gọi là những cái lý luận cùn mằn của mình cỡ như thằng võ văn tạo tôi không nói làm gì một số anh em có thể là ở đâu đó thấy rằng thốn khi tôi nói là thằng Võ Văn Tạo. Tôi lập lại, cổ nhân đã nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn có hơn tôi được 10 năm tù, 7-8 năm tù hơn tôi. Nhưng tôi hơn ông Huỳnh Ngọc Tuấn là tôi là người đã có một đời sống thoải mái ở nước ngoài. Tôi đã rời khỏi đất nước Việt Nam và từ ở Paris tôi vòng về để chấp nhận cuộc chiến đấu với đồng bào của tôi chấp nhận gian khổ và chưa bao giờ tôi khuất phục cả. Những khi ông Huỳnh Ngọc Tuấn khi ra tới ở ngoài Thanh Hóa, những khi ông Huỳnh Ngọc Tuấn cúi đầu cùng với những cái nhóm gọi là nhóm của ông Phạm Đức Khâm tức là những nhóm cúi đầu đó, thì những người anh em chúng tôi chưa bao giờ cúi đầu cả. Và mỗi một cuộc gọi là cuộc dữ dội như vậy đó, cuộc hành hành động để bảo vệ thanh danh bảo vệ uy tín bảo vệ chính nghĩa của người tù đó, là anh em chúng tôi đều phải phải cùng kẹp cùng đến chết đi sống lại nó không như là anh Huỳnh Ngọc Tuấn cho nên hiểu chúng tôi là những người hiểu nhau quá anh Huỳnh Ngọc Tuấn đâu đó nó mang cái tính cách mang cái danh là một người từng ở tù đi ra mười mấy năm tù và nó có những cái tấm hình đặc biệt là à, nhân dáng gần như nhân dáng lãnh đạo nhân dáng được tạo ra từ trong tù những tấm hình đó ai chụp nếu không là cán bộ của 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 trung ương chụp tôi nói nhấn mạnh là cán bộ của trung ương chứ không phải là cán bộ của 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 của, của trại Nam Hà thằng nào dám chụp những tấm hình như vậy ở trong trại tù ở trước buồng tù với những người tù Ừ, còn lại ở trong cái, cái 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 nhà tù đó đều là án trung thân không mặc đồ tù nhìn cái tấm hình đó ai có thể bị lừa tôi thì không tôi nói ngay khi tôi nhìn thấy tấm hình đó tôi nói là đây là cái nhân dáng sẽ được thổi lên thổi lên để bằng cách này hay cách khác làm tàn mặt làm quỹ đổ cái chính nghĩa của việt nam cộng hòa mà quả thực bây giờ nó lòi ra nó lòi to to không phải là vì cá nhân của tôi với ông Huỳnh Ngọc Tuấn nó có những nặng nề với nhau từ khi anh mới ra tù mà tôi nói điều này. Tôi là người nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cái sự cái gọi là cái sự cái sự man rợ của anh. Khi anh xỉ vả, tôi rất là nặng nề. Nhưng tôi không tôi không vì thế mà tôi chấp anh. Thậm chí khi mà gia đình của anh có những người bị kẹt ở biên pháp, tôi nhìn đó là những thiếu nữ Việt Nam Tôi cắn răng tôi gạt đi những cái điều gọi là điều đau đớn của anh đã dành cho tôi. Để Để tôi và bạn hữu của tôi bảo bọc đến nơi đến chốn. Con gái của anh. Con gái của anh tôi nhắc lại nhé, con gái của anh sanh con ra là sanh từ nhà của tôi, vợ tôi đưa con của anh đến đến bệnh viện để sanh. Nhắc như vậy để nói với nhau rằng chúng ta không phải ơn nghĩa gì với nhau cả. Nhưng cuộc đấu tranh nó đòi chúng ta phải song phẳng, nó đòi chúng ta phải rạch ròi, nó đòi chúng ta hận ra hận, thù ra thù, cái nào riêng là riêng, cái nào chung là chung, đừng có lẫn lộn. Thưa các anh chị em, lá cờ thiêng của chúng ta, lá cờ vừa thiêng mà lá cờ vừa là thiên cái mệnh đề cần phải hiểu với nhau là lá cờ quẻ càn tức là lá cờ chính nghĩa của trời mang chính nghĩa của trời mang thiên ý của trời mà những người Việt Nam đau đớn vì bị phản bội họ đem lá cờ đó là đem tấm lòng thiên thượng đem sức mạnh thiên thượng của tâm linh để hỗ trợ cho nền cộng hòa của Mỹ cái hành động đó là hành động phải kính trọng. Hỡi những đứa gọi là pro dân chủ, chỉ có là chúng mày vô lương tâm, chỉ có chúng mày bất nhân thì mới không nhìn ra được cái hành động là phải biết kính trọng những người mang lá cờ đó. Chúng mày không mang được cái tính cách kính trọng lá cờ đó thì chúng mày không là con người. Con người chúng mày đã bỏ mất phần người, nó là phần con còn thua cả con chó nữa. Thưa các anh chị em Bi tử Người dân của Hoa Kỳ đã bị dồn đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ và những kẻ bằng mọi cách phải vồ ông Thùm ngay, nhốt ông Thùm lại, chốt phế và tù đầy. Đó là những người mang cái phốt, phốt, phốt phản quốc. Phải bằng mọi cách bắt Donald Trump phải bằng mọi cách che đi sự thật. Phải bằng mọi cách những người đang hỗ trợ ông Donald Trump phải bịt mồm chúng nó lại, lấy băng keo dán mồm chúng nó lại. Dù rằng biết là mình sẽ phải mất 1 tỷ, 10 tỷ hay 50 tỷ, vẫn phải làm bởi vì nếu không nếu không che đi được cái sự kiện này thì sẽ chết bởi vì là tội phản quốc. Đồng lõa với kẻ thù trong vòng 2 đến 3 ngày nữa. Chúng ta sẽ tiếp cận được rất nhiều những thông tin liên quan đến những hành vi móc nối với nhau. Nó có người Tàu, nó có quân đội PNA tại Hoa Kỳ hay không? Và nếu nó có thì là bao nhiêu? 5 ngàn, 10 ngàn này. Giống như là à, à, tại Washington DC tại sao ừ, chỉ có trong vòng 3 ngày trời bao nhiêu sự thay đổi về cái số lượng, người gọi là số lượng quân đội, ý, liên bang, vệ binh quốc gia tập trung về Washington DC. Ban đầu chỉ là 6.000. Nhưng cho tới bây giờ đã trên 30.000. 30.000 quân trang bị tận răng để mừng một cái lễ gọi là lễ nhậm chức của một kẻ phản bội. Những người quân đội họ có nhìn thấy rằng à anh chàng Biden đó là một người phản bội hay không, là một người lừa dối hay không? Những người quân đội, những người đặc biệt, những người sĩ quan quân đội họ có nhìn thấy ra sự gian dảo, sự xảo trá của uh, của cuộc uh, cuộc ăn cắp phiếu? cuộc cướp phiếu trong thời gian vừa qua hay không? Chúng ta hỏi với nhau này, chúng ta có nhận nhận ra được thưa các anh chị em xin trả lời chúng tôi đi, các anh chị em có nhận ra, có nhận thấy rằng à cuộc bầu cử này đã bị đánh đánh cắp hay không? Cuộc bầu cử này đã có sự gian xảo gian xảo hay không? Với nhau thôi các anh chị em trả lời đi. <laughs> À, cũng xin các anh chị em nhé à, có những người họ sẽ xuất hiện ở trên trên trang đó à, và họ còn mang trái chiều với chúng ta à, xin đừng có chấp bởi vì họ muốn còn mang được thì họ phải nghe họ phải họ phải nghe chúng ta nói thì họ mới còn mang được và khi mà chúng ta trôi nổi chửi qua chửi lại đó là chúng ta lọt bẫy hãy kệ họ họ làm gì họ làm họ viết thì họ viết tôi không muốn phân tâm bởi vì nếu mà tôi gọi là non gan non mật là cứ bị phân tâm vì những chuyện đó thôi trong khi chúng nó liệu rằng à tôi có tôi có phải phân tâm tôi có cần phải phân tâm vì chúng nó hay không tuổi của chúng nó ba bốn thằng ông nội của chúng nó góp vào cũng chưa đủ để châm trà cho tôi nữa không lẽ tôi đi 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 lầu bầu hay là tôi bị phân tâm về những đứa như vậy cho nên xin các anh chị em nó nói gì kệ mẹ nó đừng có y xa y xeo đây là cái bản lĩnh của người đấu tranh đi đường chó gập gập, gập sủa ở hàng rào chúng ta cũng đứng lại chống hai tay xuống chĩa mỏ vào trong cho hàng rào để sủa lại với nhau nó tào lao <laughs> chó sủa mặc chó người lữ hành vẫn bước đi thưa các anh chị em trở lại cái chuyện biwater tại Washington DC uh, bắt đầu đã có những thông tin của bên FBI rồi họ đã lòi ra à lãnh đạo lãnh tụ của uh, Antifa và lãnh tụ của uh, BNA tức là BLM đó, họ trả lời như thế nào với những cuộc điều tra những cuộc điều tra đến nơi đến chốn không phải chỉ có mặt của FBI mà còn có mặt ở một cái cấp cao hơn nữa ở một cái lực lượng cao hơn nữa an ninh quân đội và họ đã lòi ra lòi ra cái chuyện ngày mùng 6 tháng 1 là họ tổ chức rõ ràng chứ không phải là bên phía những người ông thum dĩ nhiên bên phía những người ủng hộ ông thum cũng có những người là vì gọi là vì cá nhân vì bức xúc cá nhân mà họ làm các anh chị em sẽ bật ngửa khi những lời khai của họ đó nó sẽ lòi ra rằng cái ngày mùng 6 tháng 1 nếu không có cái diễn biến bất ngờ gọi là đột phát để 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 xảy ra cái chuyện uh, uh, dừng lại ngay cái 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 cái, cái cuộc uh, tập hợp đó, đó và lời kêu gọi của ông Donald Trump kêu gọi người ta rời ngay đó thì là ghê gớm lắm nó có sự tiếp tay của 17 người sĩ quan không quân 17 người sĩ quan kể cả là tướng có một hai người tướng tá và tá thì một lô một hai người tướng sĩ quan không quân là được móc nối mà họ không phải là được móc nối mới đây những người sĩ quan không quân đó đã được móc nối từ năm bảy năm trước rồi móc nối để làm việc cho thế lực ngầm và mới đây đó là khi mà cái chuyện bên CIA bị bóc ra, tức là bóc ra hẳn một nửa để làm lại. Và bên FBI cũng vậy, bị lột ra hẳn một nửa để làm lại. Đó. Thì nó mới lòi ra những cái hồ sơ liên quan đến 17 vị sĩ quan của không quân. Và vì là họ họ nhìn thấy rất rõ là nếu họ không hành động ngày hôm nay đó là họ sẽ bị phải, phải bị ra tòa án binh. Mà ra tòa án binh thì ít nhất là 10 năm tù. Cho nên họ chọn một cái thái độ là họ hợp tác với với Antifa và các anh chị sẽ bật ngửa hai ngày nữa thôi ra hết bật ngửa nhưng cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp tục và nó sẽ bật ngửa bật ngửa cái gì là người ta chuẩn bị phóng hỏa luôn đồi tức là đồi capitan là sẽ cháy rầm rầm hỏa tiễn cháy tức là dùng hỏa tiễn cháy, hỏa tiễn dùng hỏa tiễn để phóng hỏa, trong đó có cả quốc hội. Vì thế các anh chị em sẽ không ngạc nhiên là à tại sao mới cách đây 3 ngày là 6.000, 6.000 vệ binh quốc gia mà ngày hôm nay đến 30.000 và hồi đấy tôi hỏi các anh chị em Một câu hỏi là à, à, 5.000 quân pna Tức là à, quân giải phóng Giải phóng quân Trung Hoa Có mặt ở nước Mỹ Không phải 5.000 250.000 Vì thế đó, Đừng có chờ mong Cái ngày 20 tháng 1 Ai đó đặt tay lên cuốn thánh kinh Đối với bản thân tôi Thì tôi mong rằng cái ngày đó tức là cả hàng một tuần lễ rồi. Tôi mong ước là sẽ có ngày ông Joe Biden, tức là ngày 20, là ngày Joe Biden đặt tay lên cuốn kinh thánh để thề tuyên thệ tổng thống. Đối với cái nhìn của tôi, tôi cần điều đó. Bởi vì có như vậy đó, nó mới đẩy cái bi water lên thành là sóng thần. Người dân cảm thấy bị xúc phạm, người dân cảm thấy bị nhục nhã, và khi đó đó nó không còn ông Donald Trump để mà lên tiếng kêu gọi Ê, đừng có ra đường nữa, đừng có đấu tranh nữa. Lúc đó là ông xong ông rồi. Ông phải trốn chui trốn nhủi đi 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 đâu đó rồi cả gia đình của ông trốn chui trốn nhủi để 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 khỏi chết. Thì cái người đặt cái người gian xảo đặt trên cuốn cánh thình cuốn thánh kinh nó sẽ là một chất xúc tác mà tôi gọi là quả bom. Quả bom không có chốt an toàn. Khi đặt tay lên đó là lăn quả bom xuống sân, xuống chân của người dân và quả bom đó không có chốt an toàn. Đối với cái nhìn của tôi là tôi cần chuyện đó. Thì đầm lầy mới tát cạn hết. Người ta đem bom thả xuống đầm lầy, nổ một cái, lên hết, bánh xà rông hết. Cái thế lực ngầm nó mới chết. Đó là cái nhìn của tôi. Nó có vẻ tàn độc nhưng đó là tôi. Đó là một thằng tù cộng sản sống sót, chết đi sống lại trong nhà tù cộng sản. Có như thế mới bị water được. Nhưng những diễn biến đang xảy ra cho tới ngày hôm nay, một số những thông tin tôi nhận được cũng như một số những cái trong thời gian vừa qua tôi hay nói với các anh chị em là những cái chuyện tâm linh, tôi Tôi chẳng muốn mẹ gì đâu Những cái chuyện tâm linh như vậy Tôi muốn ngủ tôi muốn yên Tôi không muốn mẹ thằng nào hay là ông nào bà nào Cứ phải chui vào đầu tôi gõ À cái này nó như thế này cái kia nó như thế kia Để nó Để mình phải Mình phải phân tâm Cho nên muốn chia sẻ với các anh chị em Không có cái ngày 20 tháng 1 Không có ông nào nhậm chức được cả không có ông nào tuyên thệ được cả mà là ủy ban quân quản tức là một cái hình thái gọi là hình thái chuyển tiếp một chính quyền chuyển tiếp sẽ có mặt một chính phủ chuyển tiếp sẽ có mặt ủy ban quân quản phi mà có thể họ sẽ tồn tại 3 tháng có thể họ sẽ uh, phải tồn tại cả năm trời để làm gì đó là lực lượng của quân đội đó là lực lượng bảo hiến đỉnh cao của quân đội Firma họ sẽ điều hành đất nước. Firma họ sẽ tìm ra những con trạch, những con lươn nằm dưới đầm lầy. Những người phản quốc và Firma bắn bỏ. Chứ một mình ông Donald Trump làm sao mà ông, tôi nói là bắn 10, mười... à, bắn 7 người, 6, sáu... 6 người là run. Ông Donald Trump đâu phải là người ác đâu. Sao bắn được 6, 7 người? Cho nên ngày 20 tháng 1 nó sẽ là ngày xuất hiện một một ủy ban quân quản để ổn định trật tự xã hội quân sự kinh tế của quốc gia Hoa Kỳ của liên bang Hoa Kỳ có thể là 3 tháng có thể là một năm sau đó mới đi đến cái chuyện bầu cử lại. Thưa các anh chị em. Vì thế đó, ngày từ nay đến ngày 19 ngày 20 đó, chúng ta phải theo dõi thật kỹ. Theo dõi để học. Xin với các anh chị em đừng đứng bên này sông nhìn bên kia sông cháy. Bây giờ là học học và học học để chúng ta làm điều tốt cho xứ sở của chúng ta. Có cơ hội chắc chắn là chúng ta có cơ hội đó và học để nhận ra chúng ta là ai. Nhận ra à phải chăng trong thời gian vừa qua đó 10 10 năm năm vừa qua đó, là cuộc cái gọi là cái cuộc đấu tranh cái gọi là cuộc đấu tranh của Việt Nam đó nó là cuộc đấu tranh không đầu. Và khi đã nhận ra đó là một cuộc đấu tranh gọi là cuộc đấu tranh lơ láo, cuộc đấu tranh không đầu đó, thì chúng ta phải tìm ra cái đầu lâu nào để gắn vào cái thân xác của chúng ta. Phải tìm ra đạo lý của một cuộc chiến đấu. Phải tìm ra cái sức tồn tại của năng lực tâm linh để đem vào cuộc chiến đấu mà muốn huy động được năng lực của tâm linh vào chuyện chiến đấu là chúng ta phải biết lịch sử chúng ta phải biết tôn trọng lịch sử trân trọng lịch sử và chúng ta phải biết tổ quốc là sự hàn gắn sự linh thiêng để hàn gắn đối với chúng ta tổ quốc bao la tổ quốc linh thiêng chứ không phải là cái thứ tổ quốc ăn năn của thằng già nguyễn gia kiểng ở paris mà thằng đàn em ngày hôm nay hùng hục hùng hục kéo cả vợ của mình vào hùng hục hùng hục đó là thằng huỳnh ngọc tuấn phải tỉnh táo để nhìn ra chúng ta đang làm gì chúng ta đang ở đâu tìm ra đạo lý của chúng ta tìm ra sự sám hối của chúng ta đối với lịch sử để thay mặt cha ông của chúng ta sám hối với những người đã bị cha ông của chúng ta hành hạ tra tấn thậm chí là giết chóc để chúng ta từ cái sự sám hối đó nó làm động lực để chúng ta kéo được thế lực tâm linh của cái giải đất mang tên việt nam thế lực tâm linh đó về với chúng ta chứ nếu chúng ta không hòa giải được với nhau nếu chúng ta không sám hối không hiểu ra giá trị lịch sử để sám hối đó thì những cái mãnh lực của tâm linh họ cũng không hỗ trợ chúng ta được. Bởi vì chính họ, dù là cõi tâm linh, mà chúng ta không đồng thuận với nhau, chúng ta không hòa thuận với nhau, thì nó sẽ là cả 400 năm kéo dài của Nam Bắc phân tranh. Chúng ta ngày hôm nay có Nam Bắc phân tranh không? có phải mang ơn cái sự thống nhất giống như bọn Việt Tân nó dạy nhau là à mang ơn cái sự thống nhất do thằng Hồ Chí Minh, do Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại hay không? Lôi cổ những thằng Việt Tân đó. Hỏi chúng nó là chúng nó có học cái đó hay không? Hay chúng nó nó không không thằng nào dám mở miệng ra nhận là à chúng ta đã học như vậy. Vâng, ừ, cuối cùng là lại nhắc lại cái chuyện bẻ cờ trong thời gian sắp tới sẽ còn nhiều cuộc cách mạng bi water đối với cái nhìn của tôi nữa. ít nhất là 3 tháng nữa mới xong tại mỹ ít nhất nữa là 3 tháng nữa mới xong và trong vòng 3 tháng nữa đó rất cần những bóng cờ thiên bóng cờ quẻ càn của chúng ta trong những đoàn biểu tình hỗ trợ cho nền cộng hòa của mỹ nó chính là tiền đề để, để chúng ta tạo một sự đồng đẳng đồng minh đồng đẳng cho một nước việt nam cộng hòa hai năm tới hoặc ba năm tới tôi nói là trễ nhất là 3 năm tới nó phải hình thành được nước Việt Nam Cộng hòa tại Việt Nam. Và để điều hành cái nước Việt Nam Cộng hòa đó chúng ta điều hành bằng cái gì? Chúng ta điều điều hành bằng sự thù oán, chúng ta điều hành bằng một cái thái độ là à đứng bên này sông nhìn bên kia sông cháy. Bằng một cái thái độ văn hóa vô văn hóa là à chúng ta à, học hoặc là chúng ta có quyền thì chúng ta làm chính trị để chúng ta tham nhũng để cho gia đình của chúng ta một thằng làm quan thì cả họ được nhờ. hay là chúng ta ngay từ bây giờ phải phải coi lại đạo giáo cũng thế làng xã cũng thế phải coi lại để cái cơ hội nó đến đối với dân tộc của chúng ta là chúng ta bằng tâm thức của chúng ta bằng tâm đạo của chúng ta bằng lý luận bằng đạo lý của chúng ta chúng ta ôm lấy cái cơ hội đó để chúng ta xây dựng ra một chế độ, một nhà nước thật sự là Việt Nam. Giống như ngày hôm nay đang xảy ra bên Mỹ. Cái nền tảng chính trị của Mỹ đã gãy rồi, đã gãy đổ rồi, đã bẩn thỉu rồi. Cái thế lực ngầm nó làm bẩn thỉu cả hàng trăm năm nay ở nước Mỹ rồi. Và giờ này là giờ chính sức người dân. biwater sức mạnh của bioter, sức mạnh của người dân, họ họ sẽ bật dậy, sức mạnh của nước sẽ bật dậy để vật đổ những những cái con tàu gọi là con tàu hống hách, những con tàu kiêu ngạo, kiêu căng, cái lớp tinh hoa, cái lớp của thế lực ngầm sẽ bị đánh tan nát trong những ngày sắp tới. Chúng ta hãy chiêm ngắm, nhìn thật cẩn thận để học bài học cho chúng ta, cho con cháu của chúng ta để làm đất nước Việt Nam Cộng Hòa trong 2 năm tới, 3 năm tới. Nó là tiền đề của một đất nước vững vàng hòn ngọc viễn đông tại Đông Nam Á. Xin kính chào các anh chị em.